Bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt chơi của Vũ Thịnh. Với mỗi đáp án chính xác bạn sẽ có 10 điểm nha. Câu hỏi đầu tiên, xin mời. Em 5 giây. Xóm, 4 em xóm. 3 2 sen, sen gọn. Hết giờ. À, ngõ sen. Ngõ sen. Xin mời. Em ơi, anh xin lỗi, anh ngốc mấy cái đọc ngược rồi lắm. Là chịu hình phạt rồi đó hả? Mắt em đâu rồi? Câu hỏi số 2 dạ dành cho Vũ Thịnh. Xin mời. Cái gì? 5 giây 4 3 2 Thì 1 Xuyên nữa thì, xuyên nữa thì, xuyên nữa thì. Em nói kịp, em nói kịp, em nói kịp. Xuyên nữa thì. Chính xác. Các bạn ghi lại cho mình 10 điểm. Đấy, cái này bây giờ lại đổi thêm một lần nữa cơ. Đúng là suýt nữa thì nha. Chỉ tích tắc nữa thôi thành mũi heo rồi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng dành cho Vũ Thịnh. Xin mời. 5 giây. Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu ạ? Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? Yeah, yeah, yeah. Có kinh nghiệm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt chơi của Huỳnh Chem. Cố lên anh ơi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên dành cho Huỳnh Chem. Xin mời. Năm giây. 4 3 2 1 Hết giờ. Chạm mặt. À, trong mặt mới là đáp án của chương trình. Chúng tôi biết rằng là bạn đi từ Phan Thiết tới đây mặt cũng hơi tái nhợt, cho nên chúng tôi sẽ trang điểm giùm cho bạn nha. Bình Boy ơi, thấy giống như người nhện á. Đây sẽ là một cái màn che mặt để đỡ bị bụi thôi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2 dành cho Huỳnh James. Xin mời. 5 4 3 2 1 Hết giờ. Là đáp án của chương trình. Mình em bị chậm suy nghĩ hả? À, chậm lát. Nhưng mà bình thường ở nhà anh em có hòa thuận với nhau không? Dạ không anh. Mình em với lại Bin Boy là ở nhà có hay đấu khẩu với nhau rồi có làm gì nhau giận dỗi buồn bã gì không? Không có đấu khẩu. Ý mình bắt đầu quan điểm thì mình làm thinh đó. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo dành cho Huỳnh Chem. Bắt đầu. 5 giây 4 3 Rất quen thuộc. 2 1 Hết giờ. Trời ơi. Không nhận nha chứ. Mới vừa hát xong rồi. Em nhớ đến em. Trời ơi, làm mưa làm gió. Đừng có nhìn vậy, đánh lạc hướng mình thôi. Chúng ta vừa có hát nhảy nhót mà không nhận ra. Ê bạn, bạn sai ba câu là mình đi thỉnh kinh luôn á bạn à. Nhưng mà hai người mẫu đi dạo một vòng à. Cái này là phải mở nhạc ta vô ký cho em. Múa luôn nè, múa luôn. Vậy là sau vòng 1, đội Vũ Thịnh và Fanny các bạn có 20 điểm. Chúc mừng các bạn. Dạ. Đội Huỳnh Chem và Bin Boy các bạn đang có chưa có điểm nào hết mà. Không điểm à.